Vài chén chúc thương miệng. Thế chồng mày không có nhà thì mày ra đây đi với thầy. Đi đâu hả thầy? Mày lấy đồ nghề ra đây đi với thầy, thầy dạy cho mày sao. Thầy chờ con một tí. Mõ này là nuôi chồng đây. Đây rồi thầy. Mẹ sư mẹ. Rau đây ông dạy cho mà rau này. Nghe này này. Rau gì hả thầy? Rỏng cái tay mày lên. Sư bố mày. Cái đín. Ơi giời ơi giời. Nghe này. Chiêng lang chiêng cha. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông. Thế con thì màu nó lại chửa lần hai hả thầy? Mày thì con nó lớn rồi. Nghe cho rõ này. Con gái phú ông, nhà thu tiền tỷ, nó mua xe rắt, ngày mai giờ dê, nó khao cả làng biết chưa. Cứ thế mà sao? Nhưng mà thầy ơi, nhà con đi vắng, thầy phải chờ nhà con một tí. Nhà con về rồi chở con đi thầy ạ. À. Mày thì chẳng biết gì về thầy. Nhà phú ông kia mua được xe hết. Ông mày đây cũng mua được cái bình bình đây này. Ngồi lên đây ông chở. Thế thầy đã có bằng chưa mà thầy đòi chở con đi? Bằng hả? Ông mày thì trên trời dưới đất, cả cái xã này là của ông. Ông sợ đánh bố con thằng nào mà phải bằng xe máy xe móc hả? Hả? Thế thì thầy chờ con một tí nhá. Thầy cầm cho con phải lấy cái mũ. Mũ xe máy thầy ạ. À. Vẽ chuyện. Mẹ sư mày lại cái đi kiểu mạnh hệ phụ nhân. Cầm đây. Nào, đi. Này ngồi đây. Ông mày chở mới đi sao? Dạo này già, đi xe khó quá. Chứ bố đó, có gì đã nói với giỏi rồi. Ôi giỏi. Điều mẹ thật chứ mày. Cái gì mà cái cành cành mà lưng thầy đau ấy hả? Thì chưa mày cái bụng mày như thế kia. Mà mày ngồi úp thìa vào ông mày thì ông đi cái kiểu gì hả? Hả? Đó mà thầy đi kiểu gì ấy? Thôi thôi thôi, dở đầu đuôi, dở đầu đuôi. Dở đầu đuôi là thế nào hả thầy? Con này, tối dạ quá đấy. Dở đầu đuôi
là mày phải ngồi quay lưng vào thầy. Lại cần quay lưng vào thầy. Nghe chưa? Vâng. Được chưa? Đi nào. Giang. Mày ngồi phải thật. Chiến cha. Giang. Thượng hạ Tây Đông. Giang. Mày sang mày chửi bố cái thằng nào cho thầy mẹ cha đấy, mày dám đâu mà thầy, để con xem thân là cái đứa kỳ gió nào mà nó lại dám đâm vào thầy. Đừng sư bố đứa nào mà nó dám đâm vào xe của thầy. Đừng sư mày. Bố ôi trời ơi, báo đó bố mẹ thầy, bố mẹ có làm sao không trời. Quái ơi mẹ thằng đứa thả trời ơi. Đi đứng làm sao? Mẹ cha mày! Mày dám đâm vào xe ông hả? Ông sẽ trừ ba tấc ruộng của nhà mày! Thầy ơi! Thầy sai rồi! Đúng rồi! Thầy nhìn đi! Thầy đi sang phần đường của con! Tự che thầy đâm vào che con! Sai hả? Là lỗi tại con đâu! Mà thầy tham gia giao thông! Thầy không đội mũ bảo hiểm nhá. Thầy không đội mũ. Gặp cảnh sát giao thông họ còn thu cả xe của thầy ý chứ. Mày nhìn đi. Mày đâm vỡ giống xe của ông. Mày không để đâu hả? Ông cho mày biết tay luôn. Ông mà. Sai. Ông sai. Ôi. Là ông sai. Ôi. Cái gì thế hả bà? Ông về mà xem con trai ông kia kia. Nó làm sao? Nó đi cái con đầu lên tỉnh. Đi lên tỉnh thì sao? Xe SH mới mua. Xe thì chưa có giấy tờ. Và còn không có mũ bảo hiểm. Trời ơi, thế nữa hả? Đi ra đường, cảnh sát giao thông họ bắt giữ rồi kia kia. Thì sao bây giờ đây? Cũng chỉ có tại ông đấy. Ông cứ dùng tục cho nó mãi đi. Để bây giờ làm khổ cái thân tôi đây này. Thế thì giờ thì thế nào? Hả? Tôi biết gì ông? Trời ơi. Thôi. Bà. Tôi biết cái lỗi của tôi rồi. Bà nhường tôi cái trách nhiệm này. Nhớ chưa? Tối về ông đền. Miễn thuế nhé. Ngay ngày mai già trẻ gái trai ra hết sân đình học luật giao thông để không giống ông xã trưởng nữa nhé. Hoan hô thầy sai.